Đến đây là kết thúc buổi học về Brand KPI và tôi hy vọng là qua khóa học này các bạn đã nắm được. Thứ nhất là cách đặt mục tiêu kinh doanh dựa trên các yếu tố về doanh số, thị phần, lợi nhuận, tăng trưởng. Đảm bảo các bạn hiểu rõ mối liên quan và cách đặt mục tiêu cho các yếu tố này để đảm bảo cho thương hiệu có thể tăng trưởng bền vững. Thứ hai là cách chuyển từ mục tiêu kinh doanh thành mục tiêu marketing thông qua việc cân nhắc các yếu tố liên quan đến hành vi tiêu dùng như là mức độ thâm nhập penetration, tần suất sử dụng frequency, lượng tiêu dùng consumption và sự lựa chọn, sự trung thành của nhãn hiệu loyalty choice. Cuối cùng là để thay đổi được hành vi, chúng ta cần phải tác động lên nhận thức của người tiêu dùng và do đó chúng ta cần phải có những mục tiêu truyền thông để brief cho các agency để họ hiểu được nhiệm vụ của mình. Các nhiệm vụ truyền thông bao gồm các chỉ tiêu về nhận biết thương hiệu brand awareness, các thuộc tính thương hiệu cốt lõi key attributes và các mục tiêu về truyền thông khác như là chất lượng sáng tạo, chất lượng media và hiệu quả nhận biết đến từ truyền thông. Tôi có đính kèm một bài tập nhỏ cuối khóa là để tổng kết lại tất cả những gì các bạn đã học để xem các bạn hiểu như thế nào về cách đặt mục tiêu và ứng dụng vào thực tế như thế nào. Tôi cũng có lời giải trong đó, nếu các bạn chưa hiểu có thể trao đổi thêm với tôi trong phần thảo luận bên dưới khóa học. Nhiều người thường nói marketing là nghệ thuật, là ý tưởng, là sáng tạo, là quảng cáo. Nhưng trên tất cả, marketing là để phục vụ kinh doanh, là số liệu, là khoa học về người tiêu dùng, là chiến lược tiếp cận. Nếu bạn hiểu tất cả những yếu tố này và kết hợp được chúng với nhau, bạn sẽ có thể cảm thấy marketing vừa hay vừa đúng và mang lại hiệu quả thực sự, có thể đo lường chính xác. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn khóa học này. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại.